Yo, what's up anh em? Chào mừng em trở lại YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với anh em 5 động tác tấn công đánh bại người phòng thủ cực kỳ đơn giản và hiệu quả, và ai cũng có thể làm được. Không dây dòng nữa, bắt đầu thôi. Để đi vào thực tế thì mình sẽ chỉ cho anh em làm thế nào được động tác crossover. Đơn giản thôi, sau đó chính là cái động tác chúng ta dẫn bóng, đổi hướng đột ngột và vượt qua đối thủ. Vì trong tình huống này, cái nấm ripcord này sẽ là người tương tự cho người phòng thủ đúng không? Thì mình sẽ tấn công này, mình áp lực về phía rổ và mình tiện động tác crossover, đảo bóng chữ về đấy. Đó, và vượt qua đối phương và dứt điểm rổ. Đấy là động tác crossover. Để thì động tác crossover thì đơn giản, thứ nhất chúng ta cần phải áp lực về phía rổ. Anh em cần phải tấn công áp lực nhìn về phía rổ đúng không? Và điều quan trọng nhất đó là để thực hiện bất cứ động tác nào thì em cần lừa đối phương. Mình luôn nói là lừa đối phương theo cái hướng mà người ta nghĩ mình muốn đi. Ví dụ mình dẫn bóng tay phải đúng không? Thì mình sẽ có xuống là sẽ đi sang bên phải đúng không? Vậy thì khi chuẩn bị tự động tác crossover thì mình sẽ áp lực sang phía phải để đối phương di chuyển dần sang phải. Và sau đó mình sẽ tự động tác crossover là 1-2 footwork này, nhìn thấy không? 1-2 sau đó nhún shift cơ thể, trượt cơ thể ra và kéo bóng sang phía tay còn lại, cross đồng thời bước chân lên 1-2 và finish. Để anh em thực hiện động tác crossover và ghi điểm tốt hơn á, thì mình có một lời khuyên như sau là anh em hãy thực hiện cho mình những cái combo hoặc signature của mình đi. Ví dụ như sao, tạo cho mình một cái signature. Ví dụ mình crossover xong, mình có thể là gì, đi qua đối phương đầu tiên đúng không, và có thể pull up được ở vị trí mid range. Hai là nếu ở phía trong không có người big man half side hoặc có người đối thủ half side về thì mình hoàn toàn đột phá nhanh được 1-2 và dứt điểm lên rổ luôn. Nhưng mà trong thi đấu thường thường sẽ có half side nên là mình sẽ ưu tiên khuyến khích em là tập cho mình một cái động tác thói quen là crossover xong và pull up nhảy ném mid-range luôn. Có rất nhiều option: crossover pull up, crossover floater, crossover xong thực hiện thêm một động tác nữa và dứt điểm cận rổ. Ok, đó là crossover. Động tác thứ hai cũng rất quen thuộc, đó là between the leg hay là dẫn bóng qua háng. Với động tác này thì anh em vẫn luôn lưu ý cho mình cái vấn đề là gì? Cố gắng fake cơ thể mình, hướng cơ thể mình sang cái hướng đang tấn công, sau đó thuê động tác đột ngột chuyển hướng. Và between the leg cũng như vậy. Đơn giản, thay vì crossover như động tác đầu thì mình sẽ thuê động tác đưa bóng qua háng. Và động tác này mình thấy nó cũng khá là hiệu quả. Đôi khi mình cảm thấy nó còn hiệu quả hơn cả crossover. Bởi vì crossover chúng ta có thể dễ bị steal trước mặt nếu mà đối phương đọc được cái footwork của chúng ta. Rồi, để thực hiện động tác between the legs thì các bạn điền này, lưu ý nhá, vẫn như vậy. Dẫn bóng sang một hướng để đánh lừa đối phương, để mình có thể thực hiện động tác đưa bóng chuyển hướng sang hướng lại. Thì between the legs đơn giản thôi là chúng ta vẫn như bước chân 1-2 này. Bình thường crossover là mình bước lên luôn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bước chân sớm hơn một chút và đưa bóng qua háng. Cái động tác between the legs này nó rất là hiệu quả. Vì sao? Vì khi các bạn thực hiện đưa bóng qua háng này thì bóng của các bạn sẽ nằm ở phía sau cơ thể các bạn, hoặc là phía ngang, nó sẽ xa với khoảng cách người phòng thủ. Sorry, nó sẽ xa hơn người khoảng cách phòng thủ. Vậy nên là chúng ta còn có một cái tay nữa là tay offhand để có thể che quả bóng, che cái việc đối phương steal bóng và vượt qua. Các bạn hiểu chưa? Và ngược lại thế thôi, là chúng ta dẫn bóng tay trái này, ok, và between leg 1-2 shift between leg and go. Ok, khi thực hiện động tác between the leg thì anh em cần lưu ý những điều như sau. Đầu tiên là khoảng cách chúng ta không quá xa thì khi mà thực hiện động tác xong thì người ta vẫn theo mình được. Mà thứ hai là khi sát người quá thì mình thực hiện động tác đưa bóng qua háng rất là khó, nên là các anh em cần phải căn cái khoảng cách nó vừa phải hợp lý để làm sao vừa được đối phương và tự động tác nó mượt mà hơn. Thứ hai vẫn như vậy thôi, anh em nên tạo cho mình một thói quen dứt điểm đa dạng, hoặc là gọi là tập cho mình một cái mindset là cố định luôn. Ví dụ mình biết between the legs xong đúng không, mình sẽ vượt qua và mình sẽ pull up đó. Hai là gì, mình sẽ đột phá tiếp để finish
3 là gì? Là đột phá vào trong, gặp cầu thủ F-side thì mình sẽ thực hiện một bất kỳ một động tác nào đó, spin chẳng hạn này, và sau đó finish. Ok, đó là beat to the leg. Finally get paid for the get down. You can't tell me now about time. Did you know how many lines I done hit down? Vibes I done sent out. But we ain't hit the dig. I love the market till they come red carpet the kids. Success still the target. Soon I'll be crossing that bridge. But can't bring everybody with me, family only. I got some people think I owe a favor, barely know me. That's why my focus on the road, it's all I know. I see the stick. Thế với động tác 3, động tác cũng tương đối hiệu quả mà mình còn thấy nó ngầu cơ, cực kỳ ngầu. Anh em có thể thấy như Irving, Curry hay bất cứ guard nào được sử dụng cái động tác này. Đó chính là behind the back. Vâng, và behind the back thì nó cũng dễ như cái động tác trước thôi. Vẫn lên cái điều như sau. Một là hướng cơ thể sang một phía để lừa đối phương. Hai là thiện động tác. Điều tiên, anh em cần áp lực rổ nhá. Thứ hai là anh em hướng người sang một bên, sau đó thực hiện đưa bóng vòng vòng sau lưng behind the back. Đó, nhìn thấy không? Dẫn bóng này, đảo và vượt qua. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cái khó đây là gì? Là anh em cần phải luyện tập thường xuyên hơn để chúng ta có thể thực hiện động tác behind the back nó nhuần nhuyễn. Ok. Có rất nhiều kiểu behind the back. Một là anh em có thể di chuyển là di chuyển này, đảo hướng. Ok. Hai là anh em vắt tay, động tác vắt tay. Đây. Đó, phải nhảy cơ thể lên. Thì đó là hai động tác behind the back cơ bản thôi. Còn với bản thân mình thì mình sẽ khuyến khích anh em sử dụng cái bước chân 1-2. Nghe thôi, anh em hiểu luôn. In out nha. Đó là đưa bóng vào trong này. And out là đưa bóng ra ngoài. Đó. Thì làm sao để làm được động tác này? Điều tiên là anh em cần thực hiện động tác in out liên tục tập. Và trong quá trình đưa bóng vào trong á thì cần cái cơ thể anh em, cái vai, đặc biệt cái vai, cái hông sẽ hướng ship sang theo hướng bóng. Bóng đi vào trong thì cơ thể sẽ hướng vai vào. Bóng đi ra ngoài thì cơ thể sẽ đi ra ngoài. Đó, để vượt qua thủ. Chứ anh em hay hết tưởng tượng nhé. Tưởng tượng đang phòng thủ mình nhé. Nếu mình đi thẳng mà mình thực hiện mỗi động tác này, đó, anh em thấy không? Nó rất là vô nghĩa và không thể lừa được đối phương. Nhưng mà mình sẽ làm lại nhé. Vẫn là một động tác đấy, nhưng mình sẽ kết hợp thêm cả vai. Đó, anh em thấy không? Một cái lắc vai. Ở cái in out này, chúng ta cần lưu ý những điều sau nhé. Thứ nhất, cái việc mà lừa đối phương theo hướng mình muốn á, cũng giống như cái kia thôi. Nhưng nó sẽ khó hơn một chút là mình phải đổi hai hướng liên tục. Ví dụ mình đang dẫn bóng sang bên phải đúng không? Bình thường mình ba động tác trước anh em đều mình muốn anh em đều là gì? Là hướng người sang một hướng, sau đó đổi hướng sang ngược lại để vượt qua đối thủ đúng không? Nhưng in out sẽ khác là vì mình đang đi theo hướng vẫn hướng đấy nhá. Ví dụ bên tay phải đúng không? Mình sẽ in out fake sang bên trái, sau đó lại về phải để vượt qua đối phương. Đó, anh em thấy cái điều khác biệt chưa? Hey, look. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't got it. Và động tác cuối cùng rất quen thuộc. Spin, xoay người. Mình đã từng làm một video về động tác spin. Mình sẽ để link ở phần mô tả cho anh em xem lại video đó nhé, để có thể biết rõ hơn về những động tác spin như nào. Thì mình sẽ khái quát cơ bản thôi. Động tác cuối cùng trong 5 động tác mà ai cũng có thể làm được và đánh bại đối thủ rất dễ, đó là spin nhá. Bây giờ mình sẽ lao vào. Vẫn vậy, chọn hướng một bên để vượt qua đối phương. Và điều quan trọng này, cái việc spin này nó sẽ đòi hỏi anh em rất nhiều cái yếu tố vấn đề về khoảng cách với người phòng thủ. Ví dụ anh em giống như cái việc mà động tác between the leg, nếu anh em để thực hiện rất xa quá mà người phòng thủ xa này, khi em xoay xong này thì người phòng thủ vẫn theo em được, theo anh em được đúng không? Vấn đề là anh em cần, cái này thì càng cần phải rõ cái việc là mình lừa đối phương theo một hướng. Tức là mình sẽ cố gắng dằn đối phương, dẫn bóng cho đối phương đi theo mình theo một hướng nhất định. Và đến nhịp cuối cùng mình sẽ thực hiện động tác spin để đảo hướng lại luôn. And finish. Đó. Cái này thì mình cần anh em phải tập luyện rất nhiều, rất nhiều để anh em có thể có nhiều phản xạ hơn trong việc thi đấu. Nào, chúng ta sẽ cùng áp dụng vào cái việc với cái grip ball này nhá.
Điều tiên này, gặp đối phương đúng không? Chúng ta đang phản công nhanh đúng không? Gặp đối phương hoặc đang tấn công, đột phá. Gặp đối phương thì mình sẽ hướng cơ thể sang một hướng đúng không? Sau đó thì là spin. Đối spin đầu tiên mình sẽ chia sẻ với anh em là gì? Là động tác xoay như bình thường mà các guard hay làm như Irving. Irving, đặc biệt Irving. Rồi, anh em nhìn nhá. Đập bóng này, ghe rồi bóng ở cái tay đập bóng luôn. Sau đó thì là xoay. À, lưu ý nhá. Khi tôi đã xoay á, mình cần nghe phải nhanh một chút để mà mình có thể ghe bóng cao hơn. Mình có thể cầm bóng chắc hơn được để mình xoay. Vì khi xoay mình sẽ lợi dụng cái lực quán tính để mình cầm của bóng trên tay lâu hơn, để tránh trọng tài bắt cái lỗi ngửa bóng. Nếu anh xoay như này đúng không? Thì hoàn toàn là ngửa bóng đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ kéo bóng tốt hơn, thấp bóng xuống và kê. Xoay thật nhanh. Ok, và thứ hai này, khi xoay nhá, anh em đừng xoay tại chỗ. Đừng xoay như này. Tức là xoay vòng tròn á. Anh em hiểu ý mình không? Tức là anh em phải xoay trượt qua khỏi đối thủ. Đúng không? Đến đây đúng không? Boom and spin. Đó, trượt qua đối thủ. Lắc cái vai nhẹ nhàng, giữ trụ xoay. Ok, đấy là kiểu mà mình thấy là mọi người hay làm và khá là hiệu quả. Hey, look. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking. Feel like ZVF, baby, I'll be cooler than the mink weather. Make a Coke bottle, give me brain till I think better. Back up on my... Và đó là 5 động tác đánh bại người phòng thủ cực kỳ đơn giản hiệu quả mà ai chơi bóng rổ cũng có thể làm được. Để thực hiện động tác một cách nhuần nhuyễn và làm tốt hơn nữa thì các em cần phải tập thường xuyên, tập luyện một tác thường xuyên, một ngày làm vài trăm lần, vài nghìn lần để nó thành nhuần nhuyễn, thành bản năng của anh em. Thì mình khẳng định rằng anh em hoàn toàn có thể thực hiện nó một cách mượt mà trong thi đấu và đem lại cái hiệu suất, hiệu quả cực kỳ cao. Trong tháng tới mình sẽ làm kỹ hơn, detail từng động tác một cho mỗi một video riêng. Và nếu em thấy hay thì đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình và comment cho mình biết là các bạn đang quan tâm muốn mình làm về cái động tác nào hay là một cái chủ đề nào trong bóng rổ nhá. Còn bây giờ hãy tập luyện chăm chỉ anh em nhá. Bây giờ 10 giờ đêm rồi, mình đang tập luyện đây. See ya.